Hỏi, tuần sau có cuộc đấu giá miếng đất ở dưới núi gần bờ biển, chúng ta nên đặt giá tiền bao nhiêu? Hòa thượng, cứ đặt 830.000 là được rồi. Sau đó ông quản lý đề nghị nên chỉ viết là 750.000 thôi, bởi vì ông nghĩ sau khi viết phiếu thì vẫn có thể thương lượng giá cả. Hòa thượng cũng chẳng nói gì. Kết quả khai phiếu, phiếu được thắng là 830.000. Khi cử hành Đại Pháp Hội Thủy Lục Không, Hòa thượng đã thỉnh rất nhiều vị trưởng lão Pháp Sư từ Đại Lục Trung Quốc tới. Có một ngày nọ, Hòa thượng bèn đến xem tình huống chỗ cư trú của các vị này. Hòa thượng, dạ ở đây có quen không vậy? Pháp Sư Đại Lục, lão sư phụ ơi, tôi đến đây ở, mỗi đêm tôi đều thành nguyên bảo cả. Vì giường quá mềm mại, nguyên bảo là thỏi vàng có hình cong như cái võng. Hòa thượng, chao ôi, đã để cho quý ngài phải chịu đựng như vậy, ở nước Mỹ này, làm Phật sự thì mỗi một sự việc gì cũng rất khó khăn, thật là xin lỗi quý ngài. Sau đó vị Pháp sư này đã nói lại với đệ tử mình rằng, Hòa thượng đến Hoa Kỳ Hoằng Pháp lập chùa thật là trăm đắng nghìn cay, thật là phi thường hết sức.